Xử lý chất thải rắn, đặc biệt là những loại khó phân hủy như ni lông, là vấn đề khá nan giải của nhiều đô thị lớn trên thế giới. Ở Việt Nam, thực trạng chất thải rắn còn nhức nhối hơn bởi tình trạng sử dụng túi ni lông còn khá phổ biến, trong khi chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn. Mới đây, một mô đun ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn ni lông đã ra thành phẩm dầu đốt công nghiệp PO và RO đã được thành phố Đà Nẵng công bố, mở ra tín hiệu vui cho nỗ lực xử lý chất thải rắn của không chỉ Đà Nẵng mà cả các đô thị lớn trên cả nước. Ít ai nghĩ rằng những sản phẩm được xếp vào nhóm vật tư chiến lược này lại được làm ra từ rác, thậm chí là những loại rác khó phân hủy. Thiết bị sản xuất dầu PO và RO từ ni lông phế thải chỉ chiếm gọn một góc của nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Nẵng. Ưu điểm của công nghệ này là sử dụng được nguồn nguyên liệu đầu vào là hỗn hợp ni lông và nhựa dẻo. Hơn nữa, không cần dùng nước, do đó không tạo ra nước thải, cũng không tạo ra khói thải độc hại. Từ 10 tấn ni lông bẩn có thể tạo ra từ 2,5 đến 3 tấn dầu PO, là loại dầu đốt công nghiệp với nhiệt lượng tỏa ra trên một đơn vị khối lượng cao hơn dầu diesel tới 10%. Đây là kết quả sau 4 năm nghiên cứu và thử nghiệm do các nhà khoa học Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng phối hợp với Tập đoàn Năng lượng Việt Nam triển khai. Theo tôi thì chúng tôi đây là một công nghệ mới theo cái hướng là xử lý rác tận thu năng lượng từ cái nguồn rác thải đang gây bức xúc cho xã hội là cái phần ni lông và nhựa là khó phân hủy ở trong rác thải. Thì với những cái đầu tư công nghệ thì chúng ta có thể làm ra được cái nhiên liệu chất đốt. Dễ dàng nhận thấy, trong số rác thải mà các công nhân vệ sinh môi trường thu gom về có rất nhiều túi ni lông các loại. Mỗi ngày, ước tính lượng rác thải rắn của thành phố Đà Nẵng tập kết về bãi rác Khánh Sơn khoảng 500 đến 650 tấn và khoảng 10% trong số đó là các loại nhựa dẻo phế thải khó phân hủy. Nếu lượng rác thải khổng lồ này cứ tích tụ mãi mà không được xử lý thì việc đóng cửa bãi rác trong 5-7 năm nữa là điều không tránh khỏi. Chính vì thế, sự ra đời của công nghệ mới Made in Việt Nam có giá trị thực tiễn và ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn. Cái công nghệ này, cái thiết bị này mà hoạt động có hiệu quả thì đấy là một cái bước tiến lớn của cái ngành công nghệ xử lý môi trường. Là chúng ta có thể tự động hoàn toàn về mặt từ mặt công nghệ cho đến thiết bị. Anh có thể thấy rằng là cái thiết bị này chúng tôi chế tạo tại cái xưởng này. Người ta chế tạo tại cái xưởng này. Và người ta chỉ cần nhập những cái một số những cái linh kiện rất là như bộ hệ thống điều khiển, hệ thống chuyển động và những cái rất là hiện đại như sẵn có trên thị trường. Thành công bước đầu của công nghệ này là cơ sở để Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Khánh Sơn Đà Nẵng với tổng kinh phí lên tới 520 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 9 năm 2012, dây chuyền tách rác tự động hoàn toàn đầu tiên sẽ được lắp đặt. Đất cát, chai lọ được tách ra từ rác sau khi được xử lý sẽ được ép thành gạch. Các chất hữu cơ được tách ra sẽ là nguyên liệu để sản xuất phân bón sinh học, than sinh học và cả khí đốt nhiệt trị cao. Xử lý ni lông và nhựa dẻo tách ra từ rác là công đoạn khó nhất. Chính vì thế mà thành công ban đầu đã mang lại những tín hiệu đầy lạc quan.